Trải qua 1/2 chặng đường của năm 2017, dưới sự đổi mới về phương pháp, sự sáng tạo trong quản lý chỉ đạo điều hành của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với bước phát triển đột phá toàn diện, nhất là trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, trong việc lựa chọn đúng vấn đề trọng yếu, thiết thực để triển khai. Kết quả trên là tiền đề quan trọng để Hải Phòng quyết tâm hoàn thành mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế 14% trong năm 2017. Đây là mức phấn đấu khá cao, đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân thành phố cảng. Thực hiện chủ đề năm tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2017, các cấp ngành địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Công tác thu ngân sách được tăng cường, bảo đảm đúng luật, đúng chỉ đạo của Chính phủ, được sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương, trở thành một nhân tố quan trọng, biến tiềm năng trở thành nguồn lực thực tế cho xây dựng phát triển thành phố. Chi ngân sách nhà nước được cơ cấu tích cực theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI của thành phố năm 2016 tăng 7 bậc so với năm 2015, xếp thứ 21 trên 63 tỉnh thành phố. Đây là năm thứ tư, thành phố tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của nhà nước. Hải Phòng hiện nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam trong tương lai. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây. Thu ngân sách nội địa tăng 17,8%, chỉ số sản xuất công nghiệp EIP tăng 21,08%. Các dự án công trình hạ tầng trọng điểm của Trung ương và thành phố bảo đảm tiến độ, các nhà đầu tư lớn tích cực triển khai thực hiện các dự án theo cam kết. Nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống dân sinh được triển khai xây dựng mới với tiến độ nhanh. Điển hình là các công trình cầu vượt Lê Hồng Phong thi công trong 6 tháng, cầu Tam Bạc thi công trong 2 tháng. Các công trình đang thi công là cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm Đình Vũ, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàn, cầu Đăng đều được các nhà thầu cam kết sẽ rút ngắn thời gian thi công từ 6 tháng tới 1 năm. Đây không chỉ là kết quả của phương pháp quản lý điều hành mang nhiều nét đổi mới, không chấp nhận sự trì trệ mà còn là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho lãnh đạo thành phố trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Toàn thành phố có 49 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, phấn đấu có thêm 30 xã và năm 2020 có 143 trên 143 xã hoàn thành. Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp với các khu nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, sản xuất hàng hóa đang có những bước đi thích hợp. Văn hóa xã hội, y tế giáo dục tiếp tục phát triển, đạt kết quả quan trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, tri ân các gia đình có công, gia đình thương binh liệt sĩ có nhiều đổi mới, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ có nhiều đổi mới, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy bức tranh phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố đạt những kết quả tốt, nhưng còn hạn chế so với yêu cầu trở thành một trung tâm dịch vụ công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao của cả nước, là động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Không né tránh trước những bất cập còn tồn tại, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thẳng thắn phát biểu. Số cái tồn tại thì thu hút đầu tư FDI cũng như phát triển công nghiệp. Bám sát cái yêu cầu nghị quyết đấy là chúng ta phải phát triển mạnh mẽ hơn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Thì có thể nói là trong 6 tháng vừa qua cái này chưa được mạnh đâu, chưa được đầu tư quyết liệt. Thứ hai đấy, chúng ta thống nhất đánh giá là cái giải phóng mặt bằng tuy là đã làm được rất là tốt nhưng mà với cái tốc độ phát triển cao thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Một cái điểm nữa đấy, thì có thể nói là cái cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, rồi đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển trong cái giai đoạn này. Kế hoạch đầu tư công triển khai còn chậm, từ quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường chúng ta còn bất cập.
giải pháp nào để Hải Phòng khắc phục được những điểm nghẽn làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Tại cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế yếu kém, đồng thời gợi mở hướng phát triển thiết thực trên các lĩnh vực như cảng biển, du lịch, quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, quyết định cho Hải Phòng nhiều vấn đề quan trọng, nhất là cơ chế tài chính ngân sách đặc thù để Hải Phòng phát triển xứng đáng là thành phố lớn thứ ba của cả nước. 6 tháng 2017, thành phố Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện, đạt nhiều kết quả lớn trong tất cả các mặt công tác của thành phố, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước với các chỉ số tăng trưởng, thu ngân sách, đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nói chung kết quả các đồng chí là toàn diện và chúng ta có quyền là nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao cái sự cố gắng lớn lao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố của chúng ta trong 6 tháng qua. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số ý về nhiệm vụ giải pháp thời gian đến. Quy hoạch phát triển, đây là vấn đề rất lớn để thành phố chúng ta phát triển theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, cũng như muốn phát triển bền vững của thành phố. Cho nên công tác quy hoạch phát triển có tầm quan trọng. Chính vì vậy mà thành phố của chúng ta, nhất là các nhà lãnh đạo, phải có tầm nhìn xa. Và tôi nói luôn, không những thành phố chủ động, mà Bộ Xây dựng phải có phối hợp với thành phố để hỗ trợ thông tin, trong đó đặt vấn đề phát triển bền vững xây dựng thành phố xanh, đảm bảo môi trường sống, thành phố đáng sống trong tương lai. Cho nên phải cùng với việc đó phải phối hợp liên kết các địa phương liên quan, đặc biệt là tâm giác phát triển Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, xây dựng cảng biển xanh văn minh hiện đại như thế nào, tập trung phát triển lĩnh vực có thế mạnh của Hải Phòng, nhất là một số lĩnh vực đột phá là như thế nào, dịch vụ cảng biển, sân bay, du lịch, kinh tế biển, vận tải biển, logistics, tài chính, xuất nhập khẩu theo định hướng nào. Và chúng ta luôn luôn phải giữ được, và hiện nay chúng ta đang giữ được, đó là phấn đấu trở thành một cửa ngõ cảng biển quốc tế hàng đầu của nước ta và khu vực. Tiếp tục phát triển đô thị, tiếp tục phát triển một số công trình hạ tầng quan trọng để phát triển thành phố, xem lại việc sử dụng đất đai có kịp thời, có hiệu quả, v.v. Tiếp tục phát triển xây dựng môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố bằng những công việc hết sức cụ thể như là đổi mới cách chỉ đạo điều hành, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tiếp nhận ý kiến phản hồi của người dân, doanh nghiệp để có xử lý cụ thể, công khai kết quả xử lý. Và chúng tôi đề nghị đối với thành phố lớn như Hải Phòng phải nhóm hạng cao nhất về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Rồi các đồng chí phải làm tốt, và cũng đây cũng nền tảng quan trọng, đó là văn hóa, là giáo dục, y tế đối với người dân. Và chúng tôi cũng đề nghị với các đồng chí phải thực hiện tốt nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về kế hoạch kinh tế và quốc phòng. Nói một cái kiến nghị của các đồng chí, chúng ta phải có một ý tưởng xây dựng Hải Phòng thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ của vùng. Trên cơ sở phát huy vai trò động lực với tính liên kết vùng mạnh mẽ, năm 2017, Hải Phòng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP ở mức 14% trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố chỉ đạo các sở ban ngành địa phương cần tập trung cao độ quyết liệt hành động thực hiện chủ đề năm tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Và coi đây là giải pháp số 1 quyết định sự thành công của năm 2017. Phát biểu nhấn mạnh những nhiệm vụ và giải pháp cho những tháng cuối năm, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chỉ rõ. Với 6 tháng cuối năm thì chúng ta cũng xác định mấy cái giải pháp như thế này. Thứ nhất đấy là chúng ta phải tiếp tục tăng cường quản lý cái ngân sách cả về đầu thu và cả về chi. Giải pháp thứ hai đấy là chúng ta tập trung cao để tạo điều kiện mọi mặt cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, như tập trung cao về cái môi trường đầu tư để phát triển các cái động lực của thành phố. Ví dụ như khu vực thu hút cho Cát Bà, khu vực cho Cát Hải, khu vực cho Đồ Sơn, rồi khu vực cho Bắc Sông Cầm. Một cái điểm nữa là kết cấu hạ tầng giao thông,
các công trình trọng yếu của thành phố, ví dụ như quốc lộ 10, rồi tới đây là đường ven biển, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Hàng, cầu Đăng, các công trình khác chúng ta đang chuẩn bị triển khai, thì đề nghị là tập trung thật cao về giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn. Đầu tư công thì cũng thống nhất với các ông chí là phân cấp mạnh hơn ở kế hoạch đầu tư, rồi Ủy ban Nhân dân các ông chí ra soát lại. Cái phương châm là thế này, chúng ta quản lý những dự án lớn, dành thời gian để chúng ta nghĩ. Thế còn những cái dự án nhỏ trên địa bàn thì phân cấp từ nay tới cuối năm. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ dành khá nhiều thời gian cho công tác củng cố bộ máy, kiện toàn công tác tổ chức của các ngành, các địa phương và hướng tới để chúng ta chuẩn bị cho bộ máy cho nhiệm kỳ 2020-2025. Nắm bắt thời cơ, biến khó khăn thành lợi thế, biến vị thế thành nguồn lực phát triển nhanh mạnh, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động, trong đó đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố bằng những cách làm sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, xây dựng nền hành chính khoa học, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân doanh nghiệp để có xử lý cụ thể đạt hiệu quả cao. Có như vậy, thành phố mới hiện thực hóa được mục tiêu trở thành thành phố cảng xanh, văn minh hiện đại, thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2020.